Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với lại series Vua Hải Tặc RB tập thứ 2 của mình. Thì như thường thường mình cũng đã nói với các bạn đó, thường thường thì mình quay One Piece rồi quay cái video này thì thường thường mình sẽ quay 2 clip một ngày. Thì ở tập trước thì chúng ta đã gọi là mình vừa... Ý, cái gì đây? Chúng ta vừa đánh Smoker. Chúng ta đã đánh xong Smoker là lên được level 25 rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ để coi... 300k robot. 300k robot hả? 300 robot luôn. 300 robot là bạn sẽ 300 robot là bạn sẽ có một con gì? Một cái trái quỷ random, nhưng mà hiện tại giờ mình chưa có nên thôi. Ờ chết mồ. Hồi nãy mình có cái cây kiếm mình vô đây mà rồi. Ôi nam kìa. Nam đâu? Để lấy cây kiếm ra lại. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy trái quỷ, đi tìm trái quỷ thử nha. Ok, thì video ngày hôm nay mình vẫn chơi với lại hai người cũ, đó chính là Gigiu và Toku. Thì nếu các bạn thích băng hải tặc của mình, thêm gia nhập thêm ai nữa giống như là Huy Núp hay là Jimmy hay là ai nữa thì bạn hãy comment lại bên dưới nha. Mình sẽ rủ mấy người đó chơi chục cho cùng mình. Ok, đi không? Tao spawn ra chiếc thuyền mắc nhất thế giới. Thôi đi chứ. Ủa nhưng mà đi sao ba? Từng đi cùng nhau được không? Để ai đi cơ? Đi được đi ba cùng mất vậy? Đi được à, bye bye. Thì okay. mua đi. Có phải mua hả? Con trăm mà ông nội. Đắt vậy. 100 robot à. 100 robot. 100 robot à, 100 belly à. Mày có 9000 mấy ngàn lận. 100 robot tao chết luôn á. mày làm gì vậy Toku? Mày bơi leo chi vậy? À đây. À giờ đó, ok cho thằng kia mua đi, đi mình. Quay thuyền đi lẹ đi. Đâu quỳ bắt. Còn chỗ không? Còn chỗ không? Còn chỗ, còn một chỗ này. À còn hai chỗ, còn hai chỗ luôn đấy. Đổi thuyền em ơi. Đổi. Đây. Đây ngồi đi. Ok. Ở đâu thì xuống. Okay. Xuống. Rồi. Xuống. Ôi ôi. Cấp 50 luôn kìa. Cấp 50 luôn kìa, what the fuck. Mấy bài sao chơi? Ôi level 75 luôn kìa, ôi cái gì đấy? Level 75 kìa, what the fuck. Ê, tập này mình đâu có phải đi farm đâu, tập này mình đi tìm trái quỷ mà ba. Tìm quỷ đâu? Ở tìm quỷ đâu nhỉ? Ok các bạn ơi, thì mình đã vừa được các bạn fan này nè cho mình một trái ác quỷ của Chopper các bạn. Đó là bạn Huy Phú Đệ Dết gì đó, mấy bạn này nãy giờ giúp mình farm lên được 60 rồi đó anh em. Trời ơi, ở đây ngồi ở đây mình đánh hồi mà bị mấy hình kia nó chơi mấy cái trái nham thạch đó anh em. Đó, nó nhiễu xuống cho mình lòi cất luôn. Đó, bây giờ mình có trái Chopper, bây giờ mình sẽ có hai cái skill. Có rất là nhiều skill ở đây nè. Đó, chiêu Z, chiêu W, chiêu Z, chiêu X, chiêu C, chiêu V. Đó, nhưng mà mình phải nâng cái skill, nâng cái stat này lên. Nâng nhiều lắm thì mình mới có thể có skill mới được. Thì bây giờ mình tạm thời có hai skill thôi. Z với lại X. Đây, có chiêu Z là chiêu gì đây? Đó, chiêu Z mình biết thành con này nè anh em. Đánh cái... Thôi ôi, ui. Để coi đánh thử coi con mạnh không anh em. Mày ui đúng cực mạnh luôn anh em ơi. Mày nhưng mà nó nhỏ quá mình đánh không tới. Ok bây giờ các em mình sẽ mở chiêu ít thứ coi. Chiêu ít là chiêu gì? Chiêu ít coi. Đậu xanh. Giờ mình phải bấm lại bấm chiêu ít mới được. Chiêu ít chiêu gì? Ủa chiêu ít chiêu gì vậy? Ồ chiêu ít là một dạng gọi là dạng gì ta? Dạng gì của Chopper nè nhưng mà mình quên rồi. Các bạn nào biết thì hãy comment lại bên dưới nha. Cái này là cái dạng tiến hóa hư máy của Chopper á. Chiêu này thì gọi là võ karate anh em, rất là mạnh. Chiêu kung phu á. Đây để lại coi, hãy thử cái này coi. Qua chó. Ô. Đánh con này chiêu ít này yếu lắm anh em ơi, nhưng mà được cái là đánh một cái. Ui. Chợ không được rồi, không ổn đại dương ơi. Mình hết chiêu Z thôi anh em. Chiêu Z. Bấm biến lên. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy đấm nó thấy mở luôn. Mày. Đó, chiêu này mạnh hơn nè anh em, cái chiêu kia nãy yếu à. Chiêu này mạnh hơn nè, đó mình đấm nó. Easy làm nhiệm vụ luôn đó. Mình có cái trái quỷ này là easy làm nhiệm vụ luôn. Cảm ơn bạn anh Phú DZ nha. Ờ Huy Phú chứ nhầm. Đó, đấm nè bạn.
Đó. Ê, bây giờ mình đang làm nhiệm vụ ở cấp cái chỗ mà bãi 50 nè các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ cần đứng này đánh thôi, nó không đánh được mình luôn anh em. Mình chỉ cần đứng đánh nó thôi. Ủa sao đánh nó không dính nữa rồi? Nó nhỏ quá, đánh không dính cái gì hết anh em ơi. Ui, mày hả bưởi. Mày hả bưởi, đó, easy làm nhiệm vụ luôn anh em. Ôi chạy cái tướng rồi anh em thấy không? Đó. Để bữa nào mình ráng mình lấy được trái quỷ của Luffy thử coi nha. Ok, biến lại hình thường. Đó, ok, hết ngay. Đây, bây giờ mình sẽ vô nhận nhiệm vụ tiếp. Đó, để mình kêu bạn đó. Chào mấy bạn nha. Đó, bạn này vừa tặng cho mình một trái quỷ đó, chopper đó anh em ạ. Bạn này, bạn đó nói là bạn vừa lấy được bạn đó đưa cho mình luôn. Wow, đúng là có fan chơi cùng mình rất là sướng anh em. Xịn sò luôn. Mình dán cày lên level 100 á anh em. Mình nâng lên được 100 á thì mình sẽ có được cái skill kia cực mạnh luôn. Skill mà biến hình cái hình dạng to nhất của chopper đó các bạn. Đó, đánh một phát là lòi phèo luôn. Cái tuyệt chiêu mà ở tập 1 của mình thấy cái mấy bạn kia, mấy bạn nó quậy á anh em. Đó, để mình ráng mình cày lên được cấp cao cao á, sau đó mình sẽ nâng qua thử mấy cái skill đó nha. Đó, và nếu các bạn thích series vua hải tặc mà RB của gọi là vua hải tặc gọi là gì ta? Vua hải tặc của Roblox á thì các bạn hãy comment lại bên dưới là vua hải tặc RB nha. Đó, sạc hashtag là vua hải tặc RB để ủng hộ series này nha anh em. Để coi tập sau thì mình sẽ cố gắng lấy những trái quỷ khác cho anh em coi. Mình lại làm nhiệm vụ. Đó, tiếp tục làm nhiệm vụ thôi anh em. Ui, cái con nè, để mình review thử nha. Ui, nhưng mà mình không thấy được cái mặt của nó ha. Đó các bạn, ui, hình. Ở đây người ta làm game rất là giống luôn anh em. Đó, từ cái tay tới bộ phận luôn. Nhìn rất là giống nhưng mà nhìn nó không được chi tiết cho lắm thôi. Tại vì cái này là Roblox mà anh em. Chi tiết quá khó lắm. Ui, đó, nhảy. Có trái quỷ mới thì xịn lắm anh em ơi. Bây giờ mình ráng cày trái quỷ lên là từ từ mới mốt là mấy cái chiêu của mình là nó mạnh lên nè anh em. Đó, bạn này nè, bạn này chặn cho mình nè. Đó, bạn Huy Phú. Ui, bạn đó cầm nguyên một cái cây đao của râu trắng luôn anh em. Trời ơi, cái đao đó hơi bị mạnh nha. Đó không, đấm anh em. Đó, đấm. Đó, chopper đấm. Mình bây giờ mình biến thành chopper luôn, từ con người tôi biến thành con thú luôn. Khốn nạn tiệt. Đó, đấm. Để chiều nay bây giờ á mình để một chút mình gặp thằng Gary á, sau đó mình sẽ khoe nó anh em ạ. Bây giờ nó đi rồi. Nó không có ở đây chơi mình vẫn ngồi mình farm để có clip quay cho các bạn. Mà không ngờ là bạn này đang quay giữa chừng thì bạn này lại cho mình luôn trái ác quỷ luôn anh em. Đó, quá ngon lành, cành đào liền. Ôi, bạn này chơi chiêu gì vậy? Ôi dồi ôi, chơi chiêu của Rokodai đó anh em. Holy shit. 250 rồi anh em. Cố lên. Mày nè con. Mày nhìn đấy. Hiya. Nghe nói 11 level cao mình sẽ có tiền nhiều sau đó mình mới kiểu như là mình sẽ mua được Haki. Đó, không đó mình có Haki rồi. Đấm vô cái mồm thằng Doku. Doku luôn anh em. Cái gì vậy cho? Quay. Sao? Thích quay không? Thích quay không? Thích. Mày thích quay à? Tiếp tục giết người. Trời ơi. Mình không làm phiền ai hết đâu. Mình chỉ đấm mấy thằng quái này để mình làm nhiệm vụ thôi. Mình tụi nó cũng không tha mình nữa. Tụi nó cứ giết mình hoài à. Các bạn biết mình nãy giờ mình ngồi mình chơi rất là lâu rồi đó mà cứ bị giết à. Nãy giờ mình với thằng Toku bị giết chắc cũng nhiều đúng không em? Em giết có 3 lần thôi à. Hồi nãy một nửa tiếng á, biết tụi nó làm gì không? Không, cái thằng kè, mấy thằng mà nó lại nó quậy mình á. Ừ, thằng đấy có mấy anh bị giết rồi à. Em giết nó luôn. Em giết nó luôn. Ghê luôn. nó chơi cái trực chiêu mà nhâm thạch đó anh em. Đó, nó nhiễu xuống một cái rồi ôi. Nguyên cái map ai cũng bị chết hết luôn. Mà nó, mình cứ hồi sinh ra là nó chơi mình. Nó hồi sinh ra là nó quất một cái là chết luôn. Nó khốn nạn không? Hãy nó khốn nạn cùng mấy bạn thử. Nó khốn nạn chàng Khánh luôn. Vậy mày.
21, bàn hai đặt của chúng ta sẽ xưng bá, đụng nào đập đó. Đúng không anh em? Ừ. Đi đến đâu là đập, gặp ai là quất chết hết. Đó, đó mình có ước. Đó, ừ. Ừ, về đảo Tân Thủ. Quậy ra đó luôn, đóng đô luôn. Mình đóng đô ở đó luôn. Đúng rồi, đóng đô đó luôn anh em, gặp nào quất nó liền. Đấy, đứa là bảnh. Mình trả thù lại hồi xưa mình bị tụi nó đàn ép làm sao anh em hiểu không? Đó, bây giờ trả thù. Đụng là đập, không cần biết mày mạnh hay mày yếu, quất luôn. Chết thì hồi sinh lại. Ok các bạn ơi, thì clip của mình cũng tới đây thôi được rồi. Nếu các bạn thích về series về hải tặc RRB như thế này nữa Roblox á, thì các bạn hãy comment lại bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại với những video vua hải tặc Roblox tiếp theo. Bye bye. See ya.